Chào mừng các bạn đã quay lại với loạt clip giới thiệu về đồ chơi của Duo năm nay. Thì ở kỳ trước chúng ta đã qua mẫu Dodecao rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ qua hợp thể tổng 14 khối cúp, đó là White Toxic Dodeca King. Điểm đặc biệt của Toy Duo là khi lên hợp thể tất cả đều trở lại hình dạng khối. Điều này cũng có nghĩa là cơ chế lò xo của mẫu Cupwell này đã bị loại bỏ hoàn toàn. Chúng ta phải thực hiện tất cả đều làm bằng tay. Ở trong phim, nếu chúng ta để ý, để hợp thể ra Duo King hoặc là Duo White sẽ có 3 hình vuông chờ sẵn và các con thú sẽ nhảy vào đó để tạo thành một gạch tay tương ứng. Toxic Duo thì cũng là hợp thể 3 nhưng lại không có chui qua ô vuông tại vì đây là hợp thể của Zenith-sama. Ở White Duo King thì là hợp thể 8, còn White Toxic King là hợp thể 13. Riêng ở hợp thể mới này thì chỉ có một ô vuông to duy nhất và 13 con thú đầu tiên sẽ chui qua, sau đó là Cupwell sẽ đi sau cùng. Điều này cũng giống như là một sự liên kết thống nhất giữa các con thú lại với nhau, cũng có thể cho đó là sự liên kết giữa tiền bối và hậu bối. Sau khi hợp thể lên mẫu White Toxic Dodeca King thì điều đầu tiên chúng ta thấy dễ dàng nhất đó chính là cái phần chân rất là dài, tay khá là ngắn, phần thân cũng ngắn, đầu thì rất là bé. Đi vào phần chi tiết, chúng ta thấy dễ dàng nhất đó chính là con này không hề có bàn chân và đi từ dưới lên cao, đó là các khối cúp được chồng lên nhau và được nối với nhau bằng một cái trục. Cái trục này có một cái chốt lục giác được nối với lại cúp số 10 khá là chắc chắn. Vùng tay vai là phần đuôi của cá voi cùng với lại 4 cúp vũ khí. Trong khi đó cúp Komori và cúp Kuma được gắn khá là miễn cưỡng. Còn cúp Kirin và cúp Bogura thì thay thế cho bàn tay. Cái khẩu súng Bayoka của Kirin khi ráp lên nó dư ở chỗ này ra, nhìn khá là mất thẩm mỹ. Và để dễ dàng cho các em nhỏ lắp ráp mẫu này thì ở trên vai của con cá voi nó sẽ chỉ cái cúp weapon nào. Chẳng hạn như ở tay bên đây sẽ thấy có hình con Kuma. Phần ngực là phù điêu logo của Duo màu gold rất là rực rỡ. Chen vào đó là hai con số 9 và số 10 sẽ tạo ra cái logo này thành hình chữ V, vốn là đặc trưng của Super Sentai trước giờ. Phần mặt của hợp thể này được giấu ở trong cánh tay của Dodecao. Chỗ này thì khá là sáng tạo. Ngoài ra nó còn đội trên đầu một cái vương miện màu xanh lia khá là đẹp. Sau khi hợp thể hoàn thành, điều đáng tiếc nhất đó là phần thừa khá là nhiều. Chẳng hạn như ở đây dư hẳn cái bit Kinso, cây bit Canon này, phần đầu của con tê giác và nguyên cả cái rơ móc của con tê giác. Và bây giờ chúng ta sẽ so sánh hợp thể 14 khối cúp và 13 khối cúp. Thì đầu tiên chúng ta thấy ở bên mẫu này có vẻ là bằng khoảng 6 cúp chồng lên nhau. Ở bên đây thì khoảng là 5 cúp chồng lên nhau. Về phần màu sắc, ở bên đây có vẻ nhìn khá là rối, còn ở bên đây nó gần như là một thể thống nhất. Bây giờ chúng ta sẽ so sánh mẫu White Toxic Dodeca King với lại những hợp thể to lớn của các đời Sentai trước đó. Đầu tiên là mẫu Engino G-Trail. Hai mẫu này nhìn ở phía trước rất là cân đối. Tuy nhiên ở phần lưng của cả hai con nhìn nó rất là rối. Ở Shinkenger thì chúng ta có mẫu Samurai Hao. Thì một bên là phong cách xếp giấy và một bên là hình khối. Tuy là phong cách xếp giấy nhưng chúng ta vẫn thấy được hình tròn, hình tam giác và những hình như là lục giác. Ở bên đây chúng ta thấy một hình vuông từ đầu cho tới chân. Điểm hơn của Samurai Hao là có tích hợp với động cơ. Tiếp đến là Kanjin Gokeo của Gokaiser. Cả hai đều là bộ kỷ niệm của 35 và 40 đời Super Sentai. Ở hợp thể cuối, tất cả phần thừa khá là nhiều. Tiếp đến là Tokyo Rainbow của Tokyozer. Thì cả hai giống nhau ở chỗ là sự giản đơn, màu sắc rất là phân biệt rõ ràng, màu nào là ra màu đó. Ở Tokyo Rainbow này khi ráp lên chúng ta chỉ sử dụng những đầu tàu, còn lại những cái phần thân tàu ở phía sau thì chúng ta bỏ đi hết. Tuy nhiên ở phần lưng của Tokyo Rainbow thì nhìn nó sẽ khá là chi tiết và đẹp hơn so với cái mẫu của bên Duo. Tiếp đến là Hao Shurikenjin của Ninja. Thì ở mẫu Duo này không thể so sánh được với mẫu bên đây, bởi vì cái thiết kế của bên đây khá là chi tiết và đồ sộ. Một điểm hơn của Hao Shurikenjin là chúng ta có thể đẩy nó tới, đẩy nó lui được. Còn mẫu này thì chúng ta sẽ để chết một chỗ. Một điểm chung nữa đó là robot của nhân vật thứ 6 hầu như chỉ góp một cái phần rất là nhỏ ở phía đằng sau. Và để dễ hình dung về tính hình tượng của nền văn minh cổ đại thì ở đây chúng ta có mẫu King Pyramider, vốn là nền văn minh của Ai Cập cổ đại, còn bên đây là của người Nazca cổ đại. Nếu xét về tính vuông vức thì ở đây có mẫu Grand Liner của Google File. Tay chân cũng là vuông vức, như bù lại nắm tay của nó khá là rõ ràng và phần đầu thì khá là to. Về phần màu sắc, dĩ nhiên nó sẽ nhỉn hơn Duo là do nó có một màu đen thống nhất và chỉ có những cái sọc màu. Ngoài Grand Liner ra, chúng ta còn có mẫu Mắt Magma của Fireman. Thì mẫu này cũng khá là vuông vức. Tuy nhiên về cái sự đồ sộ thì mẫu bên Fireman này hơn hẳn ở mẫu Duo. Và tay chân của nó nhìn rõ ràng hơn. Nếu xét về tính chân dài ở mẫu White Toxic Dodeca King, tuy là dài nhưng nó khá là cân đối. Còn so với mẫu Super Fire Robo này, cái chân nó quá dài còn phần tay rất là ngắn nên nhìn con này có vẻ là dị hơn.
Ở mẫu hợp thể này, nếu chúng ta đổi 4 cúp web bên mới thì chúng ta sẽ thấy màu sắc của nó tươi hơn và bắt mắt hơn. Điểm nhấn của Toyuo là nếu chúng ta muốn thì chúng ta trồng cúp nào, đổi vị trí cũng được cả. Điều này sẽ tạo ra một sự sáng tạo cho trẻ nhỏ là các em muốn lắp như thế nào cũng được, miễn nó có thể thành một con robot thì thôi. Khuyết điểm là ở phần trên này, phối màu chưa có được ổn định, ít điểm nhấn và tạo ra vẻ thô cứng. Thêm nữa, con này không có bàn chân dẫn tới tình trạng dễ bị ngã ra phía sau hoặc chúi về phía trước. Thiết kế của nó cũng đã bị thay đổi so với ban đầu. Đáng lẽ cái mũi lao này phải nằm ở giữa đỉnh đầu, nhưng bây giờ nó đã chuyển hẳn về một bên. Ở bản thiết kế cũ là phần tay này có nắm đấm hẳn hoi, nhưng ở bản đồ chơi đã bị lược giãn đi, thay thế bằng những cái mẫu cúp webbing. Điều khá may mắn cho collector năm nay đó là nếu chúng ta ở nhà có em nhỏ và lỡ các em nhỏ làm mất hai thanh này, chúng ta vẫn có thể tạo ra được một hợp thể White Oxide Dodeca King. Tuy nhiên thì cái mối liên kết của các khớp cúp này nó sẽ không chắc chắn. Và đó cũng chính là chủ đề của ngày hôm nay. Và kỳ tới chúng ta sẽ gặp lại ở hai món đồ chơi nữa, đó là UO Changer Final và mẫu cúp Autobot. Xin chào và hẹn gặp lại.